Hạ Vy 3S xin chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với tập 5 Tập cuối của câu chuyện Một đời không quên của tác giả Nguyễn Thùy Nhung Trên kênh truyện 23S Suốt cuộc thì đời người đau lòng nhất Vẫn là nhớ Nhung nhưng không dám nói Gặp người trước mặt nhưng không thể chạm tay đến Liệu có một phép màu nào Tới với nghi và gạo Để gia đình nhỏ có thể xung vầy bên nhau không Mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện nhé Nửa đêm vừa cố chợp mắt được một lúc Thì mẹ tôi gọi điện Giọng bà cuống quýt con ơi, thằng gạo bị sốt từ chiều Mẹ dã cỏ mực cho cháu uống mà vẫn không thấy đỡ Rồi làm sao hả con Tôi hoảng hốt bật dậy dặn mẹ Mẹ giặt khăn ấm lau người cho gạo đi Thuốc hạ sốt con bỏ trong cái ba lô ngăn kéo ngoài cùng ấy mẹ Cái gói màu cam cam Mẹ mở ra con chỉ cho Giọng mẹ tôi càng lúc càng cuống Đâu đâu, ông ơi Ông nghe điện thoại của con đi Nó chỉ cái gói gì mà para para gì đấy Úi giời ơi, sao cháu tôi nóng thế này Nghe tin con sốt tôi cũng quính cả lên lại nhớ lúc nhỏ có lần thằng Sang bị sốt co giật nên cứ ám ảnh mãi, vừa lật đật nhét mấy bộ quần áo vào ba lô, vừa miếu máu dặn ba cách pha thuốc. Ba ơi, cho gạo uống xong, ba đưa nó xuống bệnh viện giúp con luôn nha ba, ba nhớ để ý thân nhiệt cháu thường xuyên nhá. Ba tôi cũng cuống quýt. Ừ ừ, để ba xem sao rồi ba đưa xuống viện, con cúc máy đi lát ba gọi lại. Ngày chị em tôi còn nhỏ, nóng sốt cũng chỉ vài nắm lá vật ngoài vườn là lại khỏe re, nên tính ra ít khi ông bà đưa tới viện Giờ nửa đêm nửa hôm gạo lại sốt thế này Nên tôi vừa lo cho gạo lại vừa lo cho ba mẹ Tôi không đợi được nữa Nên sau khi nhét hết mấy bộ quần áo Thì lật đặt sách ba lô lao xuống gõ cửa phòng cô Lâm Cô ơi cô ngủ chưa Cô Lâm nghe tiếng tôi Vội vàng mở cửa rồi cũng hốt hoảng khi nhìn thấy tôi xanh như tàu lá Có chuyện gì thế cháu Cháu phải về cô ạ Con cháu bị sốt cao Cô Lâm nghe tôi nhắc tới con thì thoáng giật mình rồi cũng lật đật hỏi Không được đâu, nửa đêm thế này làm gì có xe nào chạy ra ngoài đó cháu chịu khó đợi thêm một lúc nữa sáng sáng rồi hãy về tôi vừa kiếm chìa khóa vừa chạy nhanh ra mở cổng rồi nói với cô để cháu thử ra bến xe cô ạ nếu không có thì cháu đợi ngoài đó cũng được chứ giờ ngồi đây cháu không yên tâm lúc này chú tùng cũng đã dậy chú bình tĩnh nói giờ này cháu ra bến xe thì cũng không có xe đâu cháu chịu khó đợi mai mình đón chuyến xe sớm nhất ra cháu ạ chú ơi sáng mai cỡ mấy giờ có xe ạ tầm bốn rưỡi năm giờ gì đó tôi liếc nhìn đồng hồ giờ này mới hơn mười một giờ đêm nếu đợi thì cũng phải gần sáu tiếng nữa tôi nóng hết cả ruột gan đi đi lại lại mấy vòng cuối cùng không đợi được nữa tôi nói với chú tùng chú chở cháu ra bến xe với may ra có chuyến xe khuya thì cháu về luôn ạ à? chú tùng cũng dắt xe ra định chở tôi đi nhưng tôi chưa kịp leo lên xe thì cô lâm lại lật đật chạy ra níu tôi lại đoạn quay sang nói với chú tùng thôi anh ơi Đợi sáng mai rồi tìm xe quen cho con bé về Chứ đêm hôm thế này để nó đón xe dọc đường em không yên tâm Chú Tùng nghe cô Lâm nói thế thì cũng chứng lại Kêu tôi ở lại đợi tới sáng Chúng tôi cứ dùng rằng như thế trước cổng nhà một lúc Thì tôi thấy có một chiếc xe đang chạy chậm chậm về phía mình Chiếc xe chở thêm một đoạn nữa thì dừng lại Người đàn ông trên xe bước ra nhìn ba chúng tôi hỏi Tôi thấy cô này mang theo ba lô Ba người cần đi đâu à? Lúc đó tôi đang hoảng quá Lại có người hỏi như thế nên đánh liều bước mấy bước tới trước mặt anh ta nói Tôi cần về quê gấp, anh có thể đưa tôi về dùm được không? Quê cô ở đâu? Phú Yên Lúc nghe tôi nói xong, khuôn mặt anh ta lộ vẻ ngạc nhiên tột độ Xe của anh ta là dòng xe hạng sang Anh ta cũng không có vẻ gì là lái xe chở khách cả Huống hồ từ đây về tới quê tôi chí ít cũng phải cả 9-10 tiếng đồng hồ Tôi mà thuê xe này về tới nơi Thì chắc móc luôn tiền công 2 tháng ngồi may ra để trả mắt nhưng tôi không nghĩ được nhiều như thế Chỉ muốn làm sao để về nhanh nhất với con có thể mà thôi Anh ta hơi chần chừ một lát rồi mở cửa xe Mặt hơi hất về phía trước ra hiệu cho tôi Tôi cũng đang trên đường về nhà vợ sắp cưới ngoài đó Xem như trùng hợp Cô lên xe đi tôi trở về luôn Cô Lâm không cản được nên đành để tôi lên xe Khi xe chuẩn bị đi rồi còn lầm nhầm đọc đi đọc lại biển số mấy lần Lúc này bên ngoài sương đã xuống Nên nhiệt độ bên trong càng lạnh hơn trong xe có mùi hương nồng nồng âm ấm Thứ mùi hương làm tôi thư thái hơn một chút Dễ chịu hơn một chút Trong đêm tối tôi vô thức cười buồn bã Hình như cái mùi hăng hắc nồng nồng của quế Luôn khơi dậy trong tâm khảm của tôi một chút ký ức nào đó Cô có việc gì mà về gấp thế? Người đàn ông kia cất tiếng hỏi Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Tôi giật mình lắp bắp À, con tôi bệnh Nên tôi sốt ruột muốn về liền Thế à, thế chồng cô đâu mà chỉ một mình cô về tôi chưa có chồng à anh ra nhà vợ à mà nhà vợ anh ở đâu ạ à? tôi thấy anh ta cứ ấp úng một lát rồi mới trả lời nhà vợ tôi cùng quay với cô tôi thích đi vào giờ này vừa mát mẻ vừa đỡ kẻ xe tôi với anh ta nói thêm vài câu qua quýt sau đó vì mệt quá nên tôi dựa vào ghế thiếp đi một lát suốt cả quãng đường hình như anh ta liên tục nghe điện thoại của ai đó tôi nghe anh ta hỏi đường đi gì gì đó nhưng cũng không để ý lắm đến khi nghe tiếng anh ta gọi mới giật mình mở mắt ra thì thấy xe đang đỗ trước con hẻm vào nhà mình đây đã phải nhà cô chưa tôi tròn mắt nhìn anh ta sao anh biết nhà tôi ở chỗ này thì lúc lên xe cô nói địa chỉ nhà cho tôi rồi mà tôi ra đây thường xuyên nên dành đường lắm lúc đó tôi cũng không nhớ suốt cuộc mình đã cho anh ta địa chỉ tới lúc nào nhưng về được tới nhà là may cái đã anh ta nhiệt tình đi theo hướng dẫn của tôi trở về tới tận cổng tôi vội lao vào nhà Vừa đi vừa hét to gọi mẹ Mẹ ơi mẹ, cu gạo sao rồi Mẹ tôi đang bế gạo trên tay Thằng nhỏ nằm ọt bẹo trên tay bà ngoại Mẹ giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng Cả đêm nó quấy có ngủ được đâu Mãi tới sáng mới tiếp đi được một lúc Nên mẹ thương, mẹ bế cho nó ngủ Gạo còn nóng hầm hập Hai cánh tay tím lên từng mảng Tôi bế con rồi quay sang hỏi mẹ Sao lúc tối con kêu mẹ đưa cháu đi viện Mà mẹ không đưa đi Tại lúc đó ba con cho thằng bé uống thuốc một lúc sau thấy nó mát mẻ hơn nên mẹ thôi. Thời buổi này ở bệnh viện dịch bệnh tùng lung, cực chẳng đã mới phải bắt con tới đó thôi con ạ. À. Thật ra sau thằng Giang, tôi còn có một đứa em nữa. Đợt nó bị viêm phổi sốt cao, nằm viện được mấy ngày thì mất. năm đó nó 4 tuổi. Tôi biết cái chết của em trai đã ám ảnh ba mẹ cho tới tận bây giờ. Sau này tụi tôi có ốm đau gì, mẹ cũng nhất quyết không đưa đi bệnh viện nữa. Mẹ nói đưa tới viện lỡ có chuyện gì sao mẹ chịu nổi. Thả mẹ cứ để chúng tôi ở nhà uống qua quýt cũng xong Dạo này đang có dịch sốt xuất huyết đấy Cô đưa thằng bé tới bệnh viện đi Nãy giờ vì cứ cuống lên Tôi quên mất người đàn ông đã chờ mình về Không biết anh ta đã đi vào nhà từ lúc nào Sực nhớ mình chưa trả tiền xe nên đâm ra ái ngại Xin lỗi anh Lúc nãy vội quá nên tôi chưa kịp trả tiền xe Cái đó để sau đi Cô đưa bé ra xe Sẵn tôi đưa tới bệnh viện luôn Tôi bế gạo rồi lật đật theo chân người đàn ông đó ra xe Vừa leo lên xe thì anh ta đạp chân ga lao vèo một cái. Nhanh đến mức chống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch thì tôi đã thấy xe đậu trước cổng bệnh viện. Anh ta xuống mở cửa xe cho tôi còn cố dặn với theo tôi hãy bình tĩnh. Bác sĩ xét nghiệm máu cho gạo rồi kêu tôi đi làm thủ tục nhập viện. Gạo bị sốt xuất huyết. Lúc này tôi mới nhớ nễ cuống quá mà tôi để quên luôn cả ví tiền và giấy tờ trong ba lô cả. Đang loay hoay thì may mà ba mẹ tôi vào kịp tới nơi. Làm xong thủ tục nhập viện cho con tôi nhờ mẹ trông trường gạo còn mình thì đi ra nhà xe tìm người đàn ông đã giúp đỡ mình thú thực lúc đó ngay cả tên của anh tôi cũng chưa kịp hỏi tôi đưa tay lên gõ gõ vào cửa kính mấy cái hình như anh ta đang ngủ nghe tiếng động mới hạ kính xuống vừa đưa tay dụi mắt vừa thò đầu ra hỏi tôi con cô sao rồi có phải nhập viện không lúc đó tôi áy náy kinh khủng đành rằng nếu không có tôi thì anh ta cũng ra nhà vợ ở ngoài này nhưng lại vướng thêm việc chở gạo nên thành ra tới giờ này vẫn còn phải ngồi đợi tôi ở đây nên tự nhiên tôi đâm ra ngại kinh khủng thằng bé bị sốt xuất huyết anh ạ à. tôi mới làm thủ tục nhập viện xong bác sĩ nói phải ở lại theo dõi mấy ngày anh ta mở cửa xe bước xuống mắt ngó nghiêng nhìn vào trong rồi quay sang tôi hai hàng lông mày hơi nhíu lại nãy tôi thấy chỗ khám bệnh đông quá thế con cô có giường nằm chưa chắc anh ta cũng biết đang vào mùa cao điểm của dịch các bệnh viện hầu như quá tải nên mới hỏi tôi như thế tôi trả lời còn tôi đang nằm tạm ở giường xếp chỗ hành lang Trong phòng dành cho mấy bé mệt hơn Nhưng dù sao thì như thế cũng là may rồi Thế cô không thuê phòng dịch vụ à? Con đang xốp nằm hành lang sao mà chịu nổi Phòng dịch vụ cũng kín người anh ạ Tôi cũng vừa mới mở ví ra Lấy mấy tờ tiền cầm trên tay rồi hỏi Cảm ơn anh nhiều lắm Nếu không có anh thì giờ này tôi còn chưa về được tới đây Anh còn chở mẹ con tôi xuống bệnh viện nữa Anh cho tôi gửi tiền để con về nhà với vợ 500 Nghe anh ta nói thế, tôi nghĩ mình nghe nhầm, nên nhớn mắt nhìn anh ta tỏ ý hỏi lại thêm một lần nữa. Tiền xe của cô hết 500. Tôi vẫn giữ nguyên mấy tờ tiền trên tay, vì không biết nói gì cả nên cứ nhăn mặt đứng nhìn. Tôi chỉ lấy tiền chở cô từ bệnh viện tới đây thôi, còn từ Đồng Nai về đây thì coi như tôi cho cô đi nhờ xe. Dù sao thì có thêm cô, tôi cũng không tốn thêm tiền xăng, dọc đường lại có người cùng trò chuyện cho đỡ buồn ngủ nữa. Tôi cứ đứng chần chừ mãi, anh ta chở tôi quãng đường xa xôi như thế trong đêm 500 thì bỏ bèn gì Anh ta thấy tôi ngập ngừng Liền đưa tay rút một tờ tiền 500 ngàn trên cùng Rồi quay sang cười với tôi Cô không cần phải mất tự nhiên thế đâu Kiểu gì sau này chúng ta chẳng gặp lại Khi đó chỉ cần cô mời tôi một bữa là được rồi Thôi cô vào lo cho con cô đi Tôi cứ đứng ngẩn xa Mãi đến khi anh ta bước lên xe rồi Mới giật mình hỏi Thế anh cho tôi xin địa chỉ nhà vợ anh đi Khi nào con tôi ra viện tôi tới tìm anh anh ta khoát tay nhà vợ tôi ở gần đây nhưng cô không cần tới đâu sau này gặp lại tôi thất thểu quay lại chỗ con mình hành lang chật kín người nên phải chen chúc mãi mới qua được gạo đang mân mê với cái ô tô đồ chơi mới mua từ lúc tôi về tới giờ mới thấy lại được nụ cười của con tôi đứng nhìn con lúc này mới thở phào được một cái khuôn mặt mẹ tôi cũng giãn ra có lẽ mẹ cũng đã ám ảnh và sợ hãi giống như tôi mẹ kéo tay tôi ngồi xuống rồi nói mẹ ép mãi mới được nửa chén cháo con ạ à. liều thuốc cô y tá mới phát tí nữa con hãy cho cháu uống nhé uống dở mất công nó ói tội nghiệp tôi ngồi nếp vào một góc nhỏ của cái giường xếp trời càng về trưa thì ánh mặt trời càng chiếu thẳng vào chỗ chúng tôi vừa chật trội chen chúc nóng nực mấy đứa nhỏ vừa mệt vừa nóng cứ khóc ầm cả lên tay mẹ tôi phe phải cái quả sang dục tôi còn cũng kiếm cái gì mà ăn đi từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả tôi tranh thủ lúc mẹ còn ở đây chạy xuống dưới mua một hộp cơm đi tới gần cầu thang thì thấy một bác sĩ từ sau lưng tôi gọi to quân quân sau đó bác sĩ này chạy nhanh vượt mặt tôi để kịp người đang đi phía trước lúc người đàn ông tên quân vừa được gọi tên đó quay lại tôi mới nhìn rõ mặt thì ra là người lúc nãy đã chở tôi về không biết sao mà giờ này anh ta còn ở đây nữa người bác sĩ mới chạy qua tôi vỗ vai bạn rồi hỏi làm bác sĩ ở bệnh viện lớn có khác Mấy lần vào trong nó tập huấn mà gọi mãi không được, hôm nay có việc gì mà ra ngoài này vậy? Ừ, tôi có việc ra đây, sẵn ghé nhờ ông chút chuyện. Tới lúc hai người đó đi khuất rồi tôi vẫn còn nghĩ mãi, lúc trên xe thì vì tối quá nên không nhìn rõ mặt, lúc về nhà rồi thì cứ cuống quýt lo cho con nên giờ mới nhận ra người này nhìn rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó, nhưng cuối cùng nghĩ mãi vẫn không ra. Sau 9 giờ tối thì bệnh viện không cho người thăm ở lại nữa mỗi bệnh nhi chỉ có một người nhà được ở lại, nên hành lang rộng rãi hơn một chút, không khí cũng dịu lại, dù vẫn còn hơi nóng hầm hập, nhưng may có vài luồng gió thổi tới, mang hơi nước biển vào nên dễ thở hẳn. Chúng tôi trải manh chiếu nhỏ ngay dưới chân giường để tranh thủ chợp mắt một chút, lúc này ai cũng mệt dã rời, đang thiêu thiêu ngủ thì tôi nghe tiếng gọi nhỏ. Nghi, Nghi ơi! Tôi dướn mắt nhìn thấy anh Hoàng đang đưa mắt giáo giác tìm, không muốn anh tìm lâu ảnh hưởng tới người xung quanh Nên tôi lật đật đứng dậy Vừa lấy sợi dây thun cột tóc Rồi chạy lại kéo tay anh Anh Hoàng, sao anh biết em ở đây Ừ, gạo sao rồi em Vẫn nóng hầm hập anh ạ à. Bác sĩ nói phải sốt trường một tuần Khi nào xuất ra hết thì mới hết được Anh Hoàng liếc nhìn thằng bé đang nằm ngẹo cổ trên giường Rồi túm lấy cái ba lô của tôi Bỏ hết đồ vào đây đi Em đưa thằng bé theo anh Đi đâu hả anh Lên phòng dịch vụ có người mới chuyển viện nên còn giường trống Nhanh lên em Tôi vừa mừng lại vừa bị anh hoàng hối Nên lật đặt làm theo Đi được nửa đường mới sực nhớ Giờ này đang là đêm vội quay lại hỏi Sao giờ này anh hoàng vào được đây Anh nhờ bạn anh xin Đưa hộp sữa đen cầm cho Anh hoàng đúng là tài thật Thường thì bệnh viện không cho người vào lúc tối muộn thế này đâu Thế mà anh vừa xin vào được Lại vừa tìm được phòng cho tôi nữa Gạo nằm viện một tuần thì được về nhà Hai hôm mẹ con tôi về tới tiệm thì có vài người hàng xóm tốt bụng mang sang cho bé ít quả quê. Con tâm vừa bế gạo vừa nựng. Cục vàng của gì? Đi học một khóa bác sĩ về đây à? Tôi ép cho gạo uống nút chỗ thuốc. Thấy thằng bé mím môi lắc đầu nguẩy nguẩy Cứ đút vào một muỗng lại phun ra hết hai muỗng. Tâm dành luôn cái ly trên tay tôi. Đưa đem đút cho. Phải thế này này. Chị phải mạnh tay vào. Tôi đưa ly thuốc cho Tâm. Mấy cái trò ép con uống thuốc này tôi non tay lắm. Tâm cho gạo uống hết xong rồi bế sóc lên dỗ dỗ Chó con ngoan, chó con của dì ngoan nhá Chiều mát trời thì cho ra đê thả diều nhá Nói rồi như sực nhớ ra gì đó Tâm quay sang tôi Chị ơi, thế lần trước chị nói chuyện tăng tiền nhà thuê nhà với cô hai tới đâu rồi Chị chưa nói, mà sao thế Tâm gãi gãi đầu thắc mắc Tại em thấy mấy hôm trước Có một người đàn ông cứ đứng nhìn nhìn vào nhà này này Em tưởng người đó thuê nhà Đợt trước tôi hứa với cô hai, sau khi về sẽ tới nói chuyện, nhưng vì gạo bệnh thành ra mãi tới bây giờ chưa tới được. Đang định dặn tâm trông em để lên trên đó thì thấy cô hai đứng trước cổng, cô còn xách theo bịch trứng gà đưa cho tôi. Nghe nói thằng gạo nằm viện mà cô có tới được đâu. Đây, có chục trứng gà nhà mới đẻ, cháu mang vào cho nó. Chưa kịp lên tiếng hỏi cô về tiền nhà thì cô đã nói trước. Còn cái chuyện tiền nhà hôm bữa cô nói với cháu đó, chú mày mới nạt cho cô một trận xong. Ông ấy nói nhà mình thiếu đi một tháng răm bảy trăm chẳng bỏ bèn gì. Nhưng mày thì mua cho con được cả vài hộp sữa. Cô chú quý mày là quý ở cái thật thà chịu khó làm ăn lam lũ. Cô cũng nghĩ kỹ rồi. Cho người khác thuê, mấy ai mà ăn ở thuận hòa với hàng xóm lại cẩn thận sạch sẽ như mày. Giờ cô không tăng tiền nhà đâu nhá. Hai mẹ con mày cứ ở lại đây cho vui. Tôi ngạc nhiên. Thật thế hả cô? Ừ, thật. Mảnh đất phía trước, mày xem trồng được gì thì cứ trồng đi. Thế cháu chồng rồi cô có nhổ mắt của cháu nữa không ạ? À? Cô hai nhìn tôi một lát rồi nói Không Mà trên nhà cô còn ít hạt giống Để bữa nào cô mang xuống đây Hai cô cháu mình chồng cho vui Lúc nghe tôi kể lại Tâm cứ hổ nghi không tin Nó nói không dừng mà cô hai lại thay đổi thái độ như vậy cả Nó suy nghĩ một chút rồi hỏi Có khi nào người đàn ông kia nói gì không chị nhỉ? Tôi nhăn mặt nạt nó Người đàn ông nào? Đuyên tuyên Thì cái người em nói với chị là em thấy mấy lần ấy hôm nào em thấy người đó nói chuyện gì với cô hai nhưng cứ nghĩ nói chuyện thuê nhà hay mua nhà gì đó nên không để ý tôi không trả lời trước giờ tâm vốn nổi tiếng với biệt danh là camera chạy bằng cơm chẳng có biến to biến nhỏ gì của nhà hàng xóm mà qua mắt được nó cả đã thế còn có cái tài suy diễn như chuyện của tôi đây chỉ cần nhìn thấy có người vừa nói chuyện vừa chỉ chỉ vào đây là nghĩ ngay ra người đó có liên quan tới tôi hay thật mà giờ em mới để ý nhé cái người đó mấy lần lảng vảng ở đây rồi có hôm mãi tới nửa đêm em còn thấy đúng hút thuốc chỗ đầu đường ấy đầu gần chỗ quán tạp hóa kia lúc đó tôi đang lúi cúi rửa bình sữa cho gạo nghe tâm nói thế tự nhiên giật mình một cái hình ảnh người đàn ông đứng hút thuốc lá lúc nửa đêm cứ ám ảnh tôi mãi tận tới khuya trong lòng trổi lên một cảm giác khó tả tôi như người mất trí đứng dậy đi ra cổng rồi đứng ngó mãi ra cửa tiệm tạp hóa phía bên kia đường trước mắt tôi chỉ là một màn đêm cô đặc tôi đứng hồi lâu rồi bần thần quay vào không quên tự mỉa mai cái ý nghĩ huyễn học của bản thân mình mấy ngày sau rỗi hơn tôi chạy tới cửa hàng của anh hoàng vừa để cảm ơn anh vừa để cảm ơn mấy anh chị ở đó đã gửi quà hỏi thăm gạo hôm ở bệnh viện nói chuyện với mấy chị ở đó một lúc thì chịu anh rủ chủ nhật tuần này bọn chị định ra biển cắm trại em đi cho vui sẵn cho thằng nhỏ đi chơi luôn tôi suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ lắc đầu từ chối hình như lần cuối cùng tôi ra biển là đợt đi cùng anh hôm đám hỏi tôi mãi sau này tôi không bước chân ra đó lần nào nữa dù nhà tôi cũng gần biển dù nghỉ hè nào thằng sang cũng muốn kéo tôi ra đó nhưng tôi sợ khi đứng trước biển cả mênh mông tôi không kìm được lòng mình mà để cho những thổn thức trong lòng dậy sóng từ sau khi gặp lại anh tôi mới biết hóa ra tôi chưa từng quên anh hóa ra thời gian chẳng là gì cả tôi đã ghi nhớ anh từng chút một như bản chân lặng lẽ bước trên cát, khựng lại để giấu thật lâu. Cửa hàng bắt đầu đông khách, tôi cũng có nhiều việc ở nhà nên không ở lại lâu được, chỉ nán lại thêm một chút rồi về. Vừa bước chân ra tới cửa thì va vào một người, tôi khựng lại sững sờ, toàn thân như bị tê cứng đi mấy giây mới có thể lắp bắp lên tiếng. Anh! Không phải tôi chạy trốn anh, cũng không phải tôi không dám đối diện với anh, nhưng gặp lại trong khi lòng tôi đang bất giác nghĩ về anh thế này Thì tôi thấy mình đáng thương quá Em có sao không? Tôi hít một hơi dài để tống cái cục gì đó nặng nề ra khỏi người Không cố nén lại nữa Tôi phải tống nó ra ngoài Em không sao Tôi ngẩng cao đầu định bước đi Nhưng ánh mắt chợt lướt qua cái áo anh đang mặc trên người Là cái áo tôi mới may cho anh hôm vào lại đồng nai Cái áo màu xanh nhạt Tự nhiên tôi trùng xuống miệng lẩm bẩm hình như hơi rộng Hơi rộng, tại dạo này anh gầy hơn Tôi không nghĩ lời lầm bầm trong cổ họng mình lại bị anh nghe thấy Em xin lỗi, hôm đó em vội quá Sao anh không nói cô Lâm sửa lại cho anh Thành khoát tay Không cần đâu Cái gì đã thành thói quen thì cũng không dễ dàng thay đổi được Lúc đó tôi nghĩ anh đang nói mình Tôi đã may áo cho anh như một thói quen Quen đến mức hai năm sau gặp lại, đo lại biết anh gầy hơn nhưng vẫn không thể quên được số đo ngày đó vẫn may cho anh cái áo như những ngày đầu giây phút này tôi thấy mình đúng là kẻ thất bại đứng trước anh lần nào tôi cũng là kẻ thất bại tôi không về nhà mà chạy ra công viên lang thang như người mất hồn phải giọt nước mắt ít ỏi rơi ra đau cho tôi đau cho cả anh tôi biết trong đời này mình đã từng gặp nhiều người rất tốt như anh hoàng nhưng một người vừa tốt với tôi vừa là bạn thân của anh là điều không thể cả người mấy hôm trước đã chở tôi về trong đêm nữa bây giờ tôi mới nhận ra đó là người bác sĩ đã khám cho tôi ngày đó cũng là người mà sau này mỗi lần tôi bị mẹ chồng mắng vì ăn vớ ăn vẩn thì anh hay nói là thằng quân nó nói là từng chút suy nghĩ một cứ mơ hồ trong tôi rồi dần dần hiện rõ hình như anh chưa từng rời xa mẹ con tôi tôi ngồi ở đó hồi lâu mãi đến khi từng cơn gió rít tới lạnh toát mới giật mình cuống cuồng leo lên xe chạy tới trường đón con tới trường thấy cổng đóng im lìm nhìn vào trong thấy phòng nào cũng đóng cửa tôi hốt hoảng lấy điện thoại định gọi cho cô giáo mới thấy trong máy mình có tận mấy cuộc gọi nhỡ và cả tin nhắn tôi lướt thấy cái tâm nhắn cho tôi chị ở đâu mém gọi mãi không được em đón gạo rồi nhé lúc này tôi mới thở phào một cái đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu này gió rít càng lúc càng mạnh mây đen kéo tới từng đám gần tới nhà rồi nên tôi làm liều không mang áo mưa cuối cùng bị ướt như chuột lột, cái tâm cầm dù bế gạo chạy sang, nó nhìn bộ dạng thảm hại của tôi cằn nhằn. "Chị đi đâu mà con cũng không đón thế, không đón mà cũng không gọi cho em. Chị đi có tí việc, cứ nghĩ về kịp giờ đón con thôi, mày bế hộ chị để chị thay đồ cái đã." "Thế chị không nhận được thông báo khẩn cấp của nhà trường à?" "Thông báo gì?" "Ơ, ờ, thông báo phụ huynh tới trường đón các con về sớm tránh bão, chị không đọc à?" Lúc này tôi mới ngớ người. Tâm hay lèm bèm tôi dùng điện thoại chỉ để cho có với người ta thế thôi, chứ không bao giờ để ý tới. Cũng không chịu cập nhật thông tin gì cả, như lúc này đây. Đài báo bão suốt từ hôm qua tới nay mà tôi cũng không biết. Thế cửa nẻo chị cột lại cẩn thận hết chưa? Rồi, thôi, em để gạo xuống tự chơi đi, lo về bên nhà đi, kẻo để mình mẹ lỡ có chuyện gì. Nó ngúng mẩy. Em thấy từ mai, chị nói với cô giáo đổi cho số điện thoại của em vào group lớp thằng gạo đi, để có tin nhắn gì em xem rồi báo lại chị cũng được. Tôi vội lau mấy giọt nước mưa trên mặt rồi cười với nó. Ừ, có khi chị lên xã hỏi xem có được để thêm tên em là mẹ nuôi của nó trong giấy khai sinh không? Chị thêm tên em vô luôn. Thật không chị? Thế từ giờ em tập cho nó gọi em là mẹ nuôi luôn nhá. Nhớ nhá, nuôi nhá. Nó đang bê mấy bao vải vụn vào, nghe tôi nói thế liền ngừng tay vỗ vỗ ngực tự mãn. Cứ khinh nhau, dăm ba hộp sữa nhằm nhò gì. Nói thế, chứ em lo về dọn bên nhà trước đi, trời này chắc mưa to đấy. Em dọn hết rồi Năm nay mãi tới giờ này mà còn bão chị nhỉ Phải chi giờ này có anh Nguyên ở đây Câu cuối cùng nó chỉ lầm bầm trong miệng Hình như chỉ là đang tự nói với chính mình Năm ngoái mùa này Nguyên chạy về đây suốt Nhà tôi neo người Nhà tâm cũng neo người Thành ra Nguyên trở thành người đàn ông của cả hai gia đình Tình cảm đơn phương của tâm dành cho Nguyên Cũng nhen nhóm từ những cảm kích ngày đó Tôi đặt gạo lên chiếc giường đã được rào xung quanh kỹ Rồi chạy lại cột mấy cái liếp cửa lúc đó không chỉ gió to mà mưa cũng bắt đầu xối xuống như chút bên ngoài trời tối đen như mực điện thì cúp từ chiều nên tôi chỉ thấy được mấy cái cây nến leo lét trong nhà gạo sợ sấm sợ chớp sợ tối nên khóc khăn cả cổ tôi cũng sợ tôi cũng muốn được leo lên giường ôm lấy gạo cho con bớt khóc nhưng nếu cứ mưa kiểu này một lúc nữa kiểu gì chẳng ngập nhà nhà này xây từ trước khi làm đường nên bây giờ mặt đường còn cao hơn cả nền nhà cả gang tay chỉ cần nước trên đường không kịp thoát đọng lại một chút là sẽ tràn vào nhà ngay từ hồi ở đây tới giờ tôi phải lội nước dọn nhà không biết bao nhiêu là lần rồi tôi một tay quắp lấy gạo bên hông tay kia cố đưa được mấy đồ nhẹ nhẹ gác lên bàn trước chốc chốc lại thả gạo xuống để vần những thứ nặng hơn tôi cứ vứt chỏng trơ hết lên trên bàn trên ghế cả trên chiếc giường ọp ẹp cũng ngổn ngang đồ nước lúc này bắt đầu tràn vào nhà gió đập ầm ầm vào từng cánh cửa xít qua từng khe nhỏ thổi tắt cả mấy ngọn nến leo lét trong đêm gạo càng lúc càng khóc to hơn một lúc sau thì trời có vẻ lặng gió mưa cũng thưa hạt dần tôi thở phào một cái gạo nằm bên cạnh đã vùi vào đống quần áo chưa kịp gấp gọn ngủ ngon lành mãi tới lúc này tôi mới biết ba mình gọi điện tới giọng ba lo lắng con ơi trên đó sao rồi con con có kịp dọn đồ không phải lâu lắm rồi lâu lắm tôi mới được nghe giọng nói hối hả lo lắng và cả dịu dàng của ba Lướt nhìn nền nhà bị bõm nước Tôi bật khóc ngon lành Không sao bà Còn dọn hết đổ lên cao cả rồi Mà ở đây thấy mưa cũng ngớt rồi Hồi chiều ba định chạy lên Nhưng lo dọn ở nhà xong thì mưa to quá Nên mẹ mày không dám để cho ba đi Thế máy giặt với tủ lạnh thì sao Dạ máy giặt với tủ lạnh Có kệ kê hết rồi ba ạ Tí nữa chắc nước rút nhưng không sao đâu ba Thôi con xem xung quanh đó có ai không Nhờ người ta bê đổ lên gác cho Chứ trời tự nhiên quang thế này Lát nữa kiểu gì cũng mưa to trở lại đấy con ạ. À. Mấy người lớn tuổi thường có kinh nghiệm nhìn trời để dự báo thời tiết, bà tôi nói khi đang gió to mà đột nhiên ngừng lại thì kiểu gì đợt gió sau cũng sẽ mạnh hơn. Đúng như thế thật, gió vừa ngừng được một lát lại quật to hơn, cánh cửa trước nhà tôi có vẻ rung lắc hơi mạnh, tôi nghe được cả tiếng răng rắc của chiếc bàn lề cũ kỹ va vào nhau. Tôi liếc nhìn cái tủ tivi, nếu cánh cửa mà đổ xuống thì kiểu gì cũng đập vào cái tivi, nên không nghĩ nhiều, Tôi vội lao tới đưa tay định đỡ lấy, nhưng chỉ nửa giây sau thì cánh cửa đã rung một cái mạnh rồi đổ ập xuống. Lúc ấy tôi hoảng quá, biết có chạy cũng không kịp nên vội đưa tay ôm lấy đầu rồi ngồi sụp xuống đất. Lát sau tôi nghe thấy rõ ràng có tiếng rắc rất mạnh, sau đó một luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi thốc vào, nhưng rõ ràng là không có cái gì chạm vào cơ thể. Nhìn xung quanh cũng không thấy cửa đầu ở đâu cả. Đang lúc giáo giác nhìn xung quanh thì tôi nghe tiếng hỏi gấp gáp. Em có sao không? tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng phía trên tôi đầu hơi cúi xuống như dùng toàn bộ cơ thể để che cho tôi tôi cố nheo mắt nhìn kỹ lại là thành anh đang xuất hiện giữa đêm mưa gió khiến tôi ngạc nhiên tột độ tôi hoảng hốt tột độ anh tôi vừa hét to vừa cố gắng chui ra cánh cửa lúc này đang nằm gọn gàng trên lưng anh đúng theo hướng tôi vừa ngồi nếu không có anh thì có lẽ tôi đã lãnh đủ rồi giọng thành vẫn bình tĩnh em đứng yên đi thành vừa nói vừa cẩn thận xoay người đặt cánh cửa xuống đất rồi hỏi tôi lại lần nữa em có sao không em không sao thành lách người đi qua tôi tay cầm hộp quẹt mò mẫm đi tới chân giường vì tối quá nên lúc đó tôi cũng không biết anh có nhìn thấy gạo không cũng không biết ánh mắt anh đã dừng lại những đâu trong căn nhà bé tí ngổn ngang của tôi anh đi ra ngoài một lát rồi cầm theo cái đèn pin vào là loại đèn sạc bằng điện thật ra tôi cũng có một cái nhưng lâu ngày không dùng tới nên quên sạc, lúc nãy chỉ dùng được một lát là hết điện mất. Trời này chắc còn mưa lâu, để anh bê nốt mấy đồ này kê lên cao cho an tâm. Anh nói rồi, dùng mấy viên gạch kê hết mấy cái tủ và máy giặt của tôi lên cao. Lúc này trong nhà sáng hơn tôi mới nhìn kỹ, cả người anh ướt đẫm, chẳng biết do mưa hay là mồ hôi. Trên lưng áo chỗ lúc nãy bị cánh cửa đẻ trúng, bị một vệt bùn dài. Giây phút đó, tôi thực sự rất muốn đưa tay chạm vào anh một chút, dù chỉ là chạm vào để phủi bớt mấy vết bẩn trên áo cho anh. Cuối cùng cánh tay chỉ khẽ nâng lên một chút rồi lại thôi. Gió đập mạnh vào cánh cửa còn lại, tiếng động làm cho cu gạo giật mình khóc thét lên. Tôi lật đật leo lên giường, cúi xuống ôm lấy gạo, rồi lầm nhầm vài câu hát su quen thuộc để giấu đi mớ tâm trạng hỗn độn trong lòng. Hôm nay anh đã ở đây, giữa lúc mẹ con tôi cần anh nhất. Tôi nhận ra rằng Đến cuối cùng dù cố gắng thế nào Mình cũng không đủ mạnh mẽ Để che chở cho con qua bão rông Tôi cũng nhận ra rằng Thì ra hai năm qua Chưa giây phút nào tôi quên anh cả Những ký ức về anh ngủ quên tận đáy con tim Bởi những bộn bề của cuộc sống Giây phút đó Thật sự tôi rất muốn mở lời với anh Kể cả anh có gia đình rồi Thì con tôi cũng cần có một người ba Thế nhưng sợ mình lặp lại sai lầm Thêm một lần nữa Mâu thuẫn trong lòng cứ càng lúc càng lớn tâm can rằng xé như do bão ngoài kia dội vào huống hổ hai năm qua có thể anh chưa từng rời xa mẹ con tôi anh vẫn ở đâu đó rất gần chúng tôi anh biết về sự tồn tại của gạo nhưng lại luôn im lặng thành kê xong mấy đồ đạc rồi quay lại hỏi tôi bản lề của cánh cửa dùng lâu bị hư rồi em có cái nào có thể dùng tạm được không tôi giật mình lúng túng không ạ thế để sáng mai anh đi mua cái mới về thay giờ đành để tạm như thế đã cổng em khóa chắc chưa em khóa cổng rồi chắc là chắc rồi đấy thành cười nói chắc chưa để anh ra xem xem không khéo nó cũng đang lúc lắc bên ngoài đấy anh bước ra ngoài kiểm tra lại cổng rồi ngó đầu vào nói với tôi hai mẹ con ngủ tí đi trời gần sáng rồi tôi liếc nhìn xung quanh nhà mình chỗ ướt nhiều hơn chỗ khô nơi khô ráo nhất có lẽ là nửa phần giường mà gạo đang nằm dù có muốn cũng không dám giữ chân anh lại lúc này đã quá nửa đêm Tôi trở mình mấy lần vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Ngoài kia mưa vẫn rơi giả rích từng cơn. Ngay bậc thềm có bóng người cô độc đang ngồi tựa lưng vào thành cửa. Cả đêm gạo ngủ không ngon giấc Trời thì mưa, nhưng vì không có quạt nên vẫn nóng hầm hập. Tôi loay hoay quạt cho con. Mãi tới khi nghe tiếng gà gáy thì tôi mới giật mình mở mắt, vội lật đật chạy ra ngoài sân xem. Lúc này trời đã tạnh hẳn, nước cũng bắt đầu rút Anh đã đi từ lúc nào, nơi bậc thềm hồi tối chỉ còn vương lại vài tàn thuốc ít ỏi. Tôi lao ra cổng nhìn về phía quán tạp hóa, cái cảm giác mơ hồ về người đàn ông hay đậu xe chỗ đó mà tâm nói hiển hiện rõ hơn, cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Sau một đêm mà mấy góc vườn tả tơi rũ rượi, bùn đất dưới chân dâng lên gần mắt cá chân, lá cây cảnh cây tan tác gãy từng đoạn. Tôi nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt rồi thở dài sắn tay áo bắt đầu dọn, đang lui cui làm thì cái tâm tử đâu leo hàng rào nhảy phốc vào nhà tôi hai chân bùn dính tới quá mắt cá nó nhanh nhẩu. chị lúc đêm qua nhà chị ngập cao không tôi giật bắn mình đưa cây chổi đánh vào chân nó mày ở đâu như ma quỷ xuất hiện bất thình lình vậy em đi ra phía suối xem bên đó bị bể cống chị ạ à. hèn gì mà mưa không đến nỗi to nhưng nước ở đâu mà ngập lắm thế mày nhiều chuyện thế không lo dọn dẹp đi mà lo hóng hớt đâu nhà em nước có vô đâu chỉ mấp mé ngoài sân thôi, lúc sáng em xịt rồi. Nó nhón nhón chân nhìn vào nhà rồi quay sang hỏi tôi. "Đúng rồi, lúc sáng em thấy có người đi từ nhà chị ra, ai thế chị?" Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã trợn mắt chỉ chỉ. "Kia kia, cái người kia kìa chị." Kì. Tôi nhìn theo hướng tay nó, chỉ thấy Thành đang lững thững đi tới, trên tay xách theo cái hộp nhỏ đựng dụng cụ, hình như anh mới mua gần đây. Anh để cửa bước vào gật đầu chào Tâm rồi thản nhiên lại đục đục đẽo đẽo. Chỉ một thoáng thì cánh cửa đã được dựng lên nguyên vẹn Thành phổi phủi tay nhìn tôi Anh thay bản lề rồi Nhưng cửa này cũng cũ đến ngày thay rồi đấy Tôi bối rối nói Cảm ơn anh Anh đưa tay khẽ nắm lấy đôi vai mỏng manh của tôi Ánh mắt sâu thẳm ấm áp nhìn tôi Giây phút đó mưa gió hình như cũng không còn lạnh nữa Anh mỉm cười nói Hai mẹ con đợi anh nhé Mãi tới khi anh rời đi rồi Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra Tôi không biết suốt cuộc sau những ngày sóng gió đó, anh và Trang còn ở bên nhau nữa hay không? Không biết vì sao đã hơn một năm rồi, anh cứ âm thầm ở bên mẹ con tôi mà không nói một lời nào. Giờ phút này anh lại dặn tôi đợi anh, đợi để làm gì? Cứ mãi thẳng thốt mà không biết cái tâm đứng bên cạnh từ lúc nào, nó đập đập vào vai tôi. Bố thằng gạo hả à chị? Thấy tôi không trả lời nó hỏi tiếp. Em hỏi thế thôi, chứ nhìn mặt là em biết rồi, Người này cứ lâu lâu lại thấy đứng đằng kia hút thuốc kìa. Thôi, để em vào xem thằng chó con dậy chưa, rồi em bế về bên nhà cho ăn sáng cho, chị lo dọn dẹp đi. Anh đi rồi, Tâm cũng bế gạo đi rồi. Tôi lúi húi quét nốt mấy nhảnh cây nhỏ vương trên sân, xong xuôi vừa bước vào nhà thì thấy cô Lâm gọi điện, giọng cô lo lắng. Nghi ơi, cô xem dự báo thời tiết thấy chỗ cháu bão vào, thế cô sao không cháu? Không sao đâu cô ạ, à. chỗ cháu ở gần biển nên bão suốt đấy mà hơn nữa lúc tối gió nhẹ thôi giờ lặng rồi thế thì may quá cô cứ lo từ tối tới giờ cô lâm ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp mà nghi này dạ cháu sinh con sao không nói với cô cũng không nói gì cho thằng thành cả phải không tôi cười buồn tại cháu không muốn ảnh hưởng tới anh ấy nữa cô ạ à. cháu muốn anh ấy được sống yên ổn bên gia đình mới của mình mà không bị cháu cản trở như trước nữa cô lâm nghe tôi nói thế thì ngạc nhiên tột độ cô nói Thằng Thành cưới vợ mới hồi nào Nó trải qua bao nhiêu biến cố Có đợt người gầy dọc đi Cô thường quá định gọi cho cháu nhưng nó không cho Nó nói không muốn làm cháu khổ thêm Giây phút đó Tôi chừng như mình không thở nổi Có một thứ xúc cảm nào đó trào dâng trong lòng Nhưng hình như không hẳn là đau đớn Đó là thứ xúc cảm hỗn độn giữa hạnh phúc Và chua xót cho anh Thấy tôi im lặng cô nói tiếp Cô cũng không biết gì về mấy cái kinh doanh kia nhưng đợt đó thấy nó cũng phải đi ra đi vào làm việc với bên công an suốt. Tôi cúp máy, với tay lấy kéo khoác vội rồi gọi sang dặn tâm trong em. Tôi chạy thẳng một mạch tới cửa hàng của anh Hoàng. Chỉ có anh Hoàng mới có thể giải đáp những thắc mắc ngày một lớn trong lòng tôi. Vừa thấy tôi bước vào, anh Hoàng đứng dậy kéo ghế cho tôi rồi cười. Thế lúc tối nước vào nhà có nhiều không? Tôi không trả lời anh, trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch liên hồi. Anh kiên trì hỏi tiếp thằng bạn anh nó về rồi à tôi bước mấy bước lại gần anh run rẩy hỏi sao mấy năm qua anh giấu em anh hoàng rót cho tôi ly nước rồi thản nhiên nói nó bắt anh giấu nó nói em khổ đủ rồi không muốn em khổ thêm nữa rồi anh hoàng chậm rãi kể hồi bố nó còn điều hành công ty đã có một lần sai phạm vài lần kinh doanh không trong sạch thật ra những lần đó thì cả bố của trang cũng là đồng phạm vì đợt đó hai nhà hợp tác với nhau thường xuyên chỉ là một phần do bố chồng em không đề phòng một phần là do nhà trang có quan hệ với quan chức cấp cao nên nếu vào cuộc điều tra mà nói thì mọi chứng cứ đều bất lợi cho bố chồng em trang yêu thằng thành từ hồi còn là sinh viên theo đuổi mãi không được nên quay sang đe dọa mà thằng thành thì sợ bố nó vào tù nên cứ phải lấp lửng như thế chứ cũng không dám từ chối thẳng thừng có đợt nghe nói trang ra nước ngoài rồi anh tưởng trang bỏ cuộc dưới chứ sau đó thì nó cưới em tại em không nhận ra anh chứ đợt đó bọn anh ngồi ở bàn bạn thân chú rể có cả thằng quân nữa tôi cúi đầu cười vâng thảo nào lần gặp lại anh quân ở bệnh viện em cứ thấy quen 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 là đúng rồi lần khám thai đầu tiên của em cũng là thằng thành sắp xếp cho em mà nó sợ người khác biết được em lại tuổi thân ba đứa anh chơi thân với nhau từ hồi học đại học ngành học thì chẳng liên quan gì đến nhau cả đâu thế mà có một lần tình cờ gặp nhau rồi dính với nhau tới tận bây giờ đấy sau đó sao nữa hả anh Đợt em có nghe người quen nói anh ấy ổn rồi, đã ổn thật chưa anh? Ổn rồi, sau khi em rời đi thì chồng em qua lại với Trang nhiều hơn, anh cũng không biết nó làm cách nào mà lấy được những chứng cứ quan trọng khác đang ở trong tay bố Trang, rồi nó vận dụng hết mối quan hệ, lật ngược được thế cờ kiện luôn bố Trang vào tù. Anh Hoàng lặng một chút rồi trùng giọng xuống. Tuy bố chồng em không phải vào tù, nhưng công ty nhà nó cũng lao đao một thời gian dài, cuối cùng để cứu công ty nó phải bán luôn căn nhà đang ở. Rõ ràng hôm trước tới thăm bố chồng, tôi vẫn thấy anh đứng trước cổng của căn nhà đó. Không đợi tôi thắc mắc, anh Hoàng nói thêm. Người mua nhà cũng là người quen thôi, nên mua xong nhưng vẫn để cho nhà chồng em ở lại. Chưa vực dậy được bao lâu thì lại thêm chuyện của bố chồng em. Đợt đó anh tưởng nó suy sụp luôn rồi chứ. Thế nhưng nó nói vì mẹ con em, nó sẽ nỗ lực gấp 10 lần. Sau này khi đã ổn hơn, có lần anh hỏi nó sao vẫn chưa tới gặp em, thì nó nói trong căn nhà đó có một thứ mà nó muốn cho em xem Thế nên chỉ khi nào lấy lại được căn nhà Nó mới đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em Anh cũng không biết đó là thứ gì nữa Tôi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ Nước mắt của bao ngày tháng tuổi hờn cứ thế tuôn ra Hóa ra hai năm qua Anh đã phải trải qua nhiều biến cố hơn tôi tưởng Tôi có gạo còn anh không có ai Tôi nghĩ anh cũng đã từng nhớ gạo đến quay quát nên mới cô độc đứng trước nhà tôi mỗi tối như thế nhớ con đến thế nhưng sinh nhật con cũng chỉ lặng lẽ đứng ngoài nhìn nghĩ thế tôi thương anh thắt ruột khi tôi về tới nhà thì gạo đang ngồi chơi giữa nhà bên cạnh không phải tâm mà là anh là bố của gạo lòng tôi mềm ra hình ảnh đó thật sự bình yên hình ảnh đó cũng thực sự đã làm tan chảy từng lớp băng lạnh lẽo trong lòng tôi bấy lâu nay giây phút này trái tim ấm lại thể xác cũng ấm lại anh đưa bàn tay to lớn ôm hai mẹ con tôi vào lòng. Gạo nhỏ xíu lọt thỏm giữa tôi và anh, hệt như hình trái tim trên bánh kem ngày sinh nhật gạo. Ba người chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế, ấm áp yên bình. Ngoài kia vài cơn gió thổi vào mơn man dịu mát. Hồi lâu, anh luồn tay xuống nắm lấy tay tôi. Ngón tay mân mê cái nhẫn có mặt hình chiếc lá màu xanh ngày ấy rồi nói. Mai anh chở hai mẹ con về, xin phép ông bà ngoại rồi mình cùng về lại nhà mình nhé bố và mẹ đang đợi nhắc tới bố mẹ chồng tôi lại thoáng chạnh lòng mấy lần em cũng muốn đưa gạo vào cho bố mẹ mừng nhưng em sợ anh ạ à. em sợ bố mẹ không tha thứ cho em thành cười bố mẹ biết hết rồi đêm đó đã không có chuyện gì xảy ra cả tôi vội ngẩng đầu lên hỏi anh nhưng em với nguyên là trang thuê đấy rồi anh thở dài em cũng đừng trách nguyên làm gì thật ra lý do cậu ấy làm thế cũng chỉ vì không chịu nổi khi thấy em phải sống khổ sở bên anh như vậy thôi sau này biết rõ mọi chuyện rồi có lần mẹ nói không hiểu sao em có thể kiên cường đến thế tôi bần thần hỏi anh sao anh biết ngay từ đầu anh đã đoán có chuyện gì đó mờ ám rồi nhưng lại nghĩ có lẽ để em đi sẽ tốt hơn cho em sau đó có một lần cậu ta tới tìm anh lúc đó tôi cũng không biết liệu mình có trách nguyên không nữa nguyên đã có lỗi với tôi nhưng bao năm qua những thứ mà tôi nhận lại từ Nguyên lớn hơn bội phần. Hơn nữa biết đâu nhờ có Nguyên tôi mới sớm rời đi như vậy. Nhờ tôi sớm rời đi nên Trang mới dễ mất cảnh giác với anh như vậy. Thấy tôi cứ ngồi im bất động không nói gì anh nhăn mặt nhìn tôi, giọng pha chút ghen tuông. Đừng nói mấy năm nay, thấy cậu ta ở bên âm thầm chuộc lỗi rồi lại sao lòng rồi đấy nhá. Tôi rúc vào ngực anh. Nếu thế thì giờ này anh tưởng mình còn được ngồi đây ôm em và con miễn phí thế này à anh thủng thẳng không chỉ ôm đâu còn nhiều cái khác nữa cơ tôi sực nhớ lại lời anh hoàng nên vội hỏi mà anh này anh hoàng nói với em ở nhà mình có một thứ anh muốn cho em xem là cái gì thế anh nhìn tôi cười sau này ở nhà mình cái gì anh cũng muốn cho em xem hết rồi anh nhắc lại bố mẹ đang đợi em và con vườn cầm tú cầu cũng đang đợi em tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh Đừng nói thứ anh muốn cho em xem là vườn cầm tú cầu ngày đó anh trồng nhá. Ừ. Năm nay hoa nở nhiều đẹp lắm. Nghi này. Anh cúi xuống kề vào môi tôi nói khẽ, anh chưa từng trồng cầm tú cầu cho ai khác cả. Hôm đó, có một người đàn ông vì câu chuyện tình yêu đến chết cũng không quên của nàng Lisa và chàng Eray mà đã trồng cầm tú cầu cho tôi. Hôm đó, có một người đàn ông lặng lẽ trồng cầm tú cầu đợi ngày tôi quay lại. Nhà tôi gần nhà Nghi ngày nhỏ tôi cũng ghét nghi lúc đó tôi nghĩ rằng một người vừa bị ba mình ghét vừa bị bạn bè trong lớp xa lánh thì hẳn là lỗi của người đó vì thế dù nghi chẳng làm gì nhưng tôi cũng không thích nghi mãi sau này tôi mới biết nghi hay bị ba đánh sau mỗi cơn say và chỉ vì thích là đánh thôi chứ không cần lý do gì hết trong lớp nghi học giỏi môn nào nghi học cũng giỏi nhưng lúc nào nghi cũng khét mình nghi không tham gia mấy hoạt động tập thể không đi chơi cùng ai cũng không la cả mỗi buổi tan trường vì nghi bận nghi phải về đi làm thêm lũ trẻ con tụi tôi ngày đó đa số đứa nào cũng phải làm việc chăn trâu cắt cỏ con nhà nông nên một buổi đi học buổi còn lại theo ba mẹ ra đồng tập làm ba mẹ nói phải tập cho quen nhưng nghi khác chúng tôi ngoài những việc đó ra nghi còn phải đi làm thuê nữa nghi đi làm ở nhà máy kẹo cách nhà hơn mười cây số nhớ có lần tôi đi theo thằng bạn đi soi ếch dưới ruộng Kỷ nghe thấy tiếng khóc ở trên bờ đê lúc này tối lắm rồi vào mùa đông lại cắt ra cắt thịt chỗ này ở gần nghĩa địa nên tự nhiên đêm hôm nghe tiếng khóc tôi cũng sợ thót tim nhưng vì tò mò nên tôi dọi đèn lên xem thử thì thấy nghi đang vừa dắt xe vừa quệt nước mắt tôi chạy lên xem thử mới biết xe nghi bị tuột xích dây xích này dùng lâu ngày nên nhão quá rồi cắn vào không được nữa thấy tôi nghi ỏa lên khóc to hơn uyên ơi tàu dắt bộ từ tút dưới chỗ kia kìa mà đi qua đây tao sợ quá Thế quần áo nghi lấm lem bùn đất Tay thì bị rớm máu Tôi nhăn mặt hỏi Tay mày làm sao Nghi nghe tôi hỏi thế càng khóc to hơn Lúc nãy tao té vào bụi dứa Chỗ ngôi mộ nào ngoài cùng ấy Tôi bật cười Rất bộ mà cũng lùi vào đó được nữa Hẳn là nghi phải sợ lắm Tôi hỏi nghi vì sao mùa đông mưa gió thế này lại phải đi Muốn làm thì đi vào mùa khô giáo được rồi Nghi nói vì mùa này gần Tết Mấy lò kẹo người ta nấu kẹo Tết mới cần Chứ ngày thường thì họ ít việc không nhận Từ đó trở đi Tối nào tôi cũng đi soi ếch Dù được bạn thì đi với bạn Mà không dù được đứa nào thì đi một mình Thật ra ai mà ăn ếch ngày này qua ngày nọ được Chợ thì ở xa Mấy con ếch cũng chẳng bỏ bèn gì mà mang đi bán Nên có nhiều hôm bắt xong về dọc đường tôi lại thả ra Nhưng tôi vẫn đi Vì tôi nghĩ khi đi ngang qua nghĩa địa Thấy ánh đèn của tôi nghi sẽ bớt sợ hơn Lúc đó còn nhỏ nên chẳng biết Suốt cuộc tình cảm mình dành cho Nghi là thứ tình cảm gì Chỉ biết ban đầu vì thương Nghi Dần dần tôi càng quan tâm tới Nghi Muốn bảo vệ cho Nghi Cứ thế lâu dần như một thói quen Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn Kể cho nhau nghe nhiều hơn Nghi hay nói sau này học xong cấp 3 Sẽ thi vào sư phạm Một phần vì Nghi thích Một phần vì học sư phạm đỡ tốn tiền Hôm thi tốt nghiệp cấp 2 xong Chúng tôi cùng về Tôi nhớ mãi nụ cười của Nghi ngày hôm đó Nghi nói mình làm được nên chắc chắn sẽ đậu vào trường cấp 3 mà chúng tôi cùng đăng ký. Lúc đó tôi đã định nghỉ hè sẽ đi làm thuê để kiếm tiền may tặng Nghi một bộ áo dài. Lên cấp 3 phải mặc áo dài, tôi sợ Nghi không có tiền may lại tuổi thân. Chỉ là dự định đó của tôi chẳng bao giờ thực hiện được. Mấy ngày sau đó tôi chẳng thấy Nghi đâu. Ban đầu cứ nghĩ Nghi đi làm thuê đâu đó, nhưng làm thuê thì cũng phải về nhà chứ. Không còn cách nào khác, tôi đi tìm thằng Sang để hỏi. Ban đầu nó chối quanh co, nhưng mãi sau nó không nín được bật khóc chị nghi bỏ nhà đi rồi anh nguyên ạ à. bà em bắt chị bỏ học nên chị bỏ nhà đi thằng sang kể cho tôi nghe mọi chuyện từ đó lá thư nào của nghi gửi về nó cũng mang cho tôi xem ít lâu sau thì tôi cũng liên lạc được với nghi chẳng có gì nhiều để nói tôi chỉ hứa với nghi một đời chắc chắn tôi sẽ vào với nghi thật đấy lúc đó tôi đã nghe mẹ nói hình như nghi không phải con ruột của ba nghi lúc mẹ nghi có bầu ba nghi cũng biết nhưng vì yêu nên ông sẵn sàng chấp nhận chỉ là sau này dù vẫn thương vợ như thế vẫn yêu vợ như thế nhưng ba lại chẳng thể thương nghi tôi thương nghi vô hạn càng thương nghi tôi lại càng muốn sớm vào bên nghi tôi thật sự muốn ở bên cạnh nghi chia sẻ với nghi như những ngày đầu và cả bảo vệ cho nghi nữa tôi muốn cố gắng hết sức để đoạn đường sau này của nghi luôn được bình yên không sóng gió như những gì nghi đã trải qua nữa Học xong cấp 3, bạn bè tôi đa số học đại học trong tỉnh hoặc các tỉnh lân cận. Một tháng về nhà vài lần, rau gạo mắm muối gì cũng mang từ bếp của mẹ. Mỗi mình tôi mang ba lô vào Sài Gòn, với chi phí học và sinh hoạt nhiều gấp 5 lần tụi nó. Để có tiền trang trải ở nơi đất đỏ này, tôi phải đi làm thêm đủ thứ việc, nhưng hầu như cuối tuần nào cũng đón xe buýt xuống thăm Nghi. Tôi mừng cho Nghi, cuộc sống của Nghi lúc này thực sự rất tốt dù phải học muộn hơn nhưng dù sao thì không phải bỏ học là tốt rồi ngoài giờ học nghi còn đi làm thêm lúc đó nghi còn trêu tôi nghi nói giờ so ra thì nghi giàu có hơn tôi rồi phải nghi giàu hơn thật hầu như cái áo cái quần nào của tôi mặc cũng là của nghi may lúc này chúng tôi đã lớn rồi tình cảm của tôi dành cho nghi cũng không còn mơ hồ như ngày xưa nữa tôi biết tôi đã yêu nghi vài lần trong tâm khảm tôi đã hình dung ra viễn cảnh sáng sáng tôi đi làm, nghi ở nhà may, chiều về hai đứa cùng vào bếp nấu ăn, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật, sống một cuộc sống bình dị. Nhưng đến cuối cùng, giấc mơ của tôi chỉ ngắn ngủi thôi. Mơ mà, ai mơ chẳng phải tỉnh. Đáng tiếc là sau khi tỉnh dậy, thì sự thật trước mắt tôi phũ phàng hơn những gì tôi tưởng. Khi cầm tấm thiệp cưới của Nghi, tôi đã đau đớn đến nghẹt thở, tưởng như mình có thể hét thật to lên một tiếng, thế nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nuốt nỗi đau vào lòng quay bước đi tôi không trách nghi là tôi tự trách chính bản thân mình tôi hối hận vì chưa bao giờ dám thật lòng với nghi một lần nào cả tôi còn chưa kịp nói với nghi tôi cũng yêu nghi chưa kịp tôi đã nghĩ đợi sau khi mình ra trường tìm được công việc ổn định rồi mới mạnh dạn thổ lộ lòng mình thế nhưng không phải bây giờ tôi mới biết đời người đau đớn nhất là bỏ lỡ một người mà không biết suốt cuộc liệu mình có vị trí như thế nào trong lòng họ chính vì chưa kịp nói chưa kịp biết rốt cuộc nghi có tình cảm gì với mình hay không nên cho tới tận sau này tôi cứ đau đáu mãi hôm đám cưới của nghi tôi đã đến nhưng không đủ can đảm để bước vào tôi sợ khi nhìn thấy nghi tay trong tay với người đàn ông đó tôi sẽ yếu lòng tôi cũng sợ khi nhìn nghi lạc lõng giữa bước tiệc sang trọng lộng lẫy tôi lại càng thêm dằn vặt chính mình mãi sau đám cưới mấy tuần tôi mới gặp lại nghi Nghi gầy hơn, héo hắt hơn. Tôi nghe nói Nghi ở nhà chồng cũng chẳng vui vẻ gì. Tất cả những gì nghe được đều thật sự được chứng kiến khi tới thăm Nghi ở bệnh viện hôm Nghi xảy thai. Từng lời nói, từng thái độ của mẹ chồng Nghi đều toát lên vẻ khinh miệt. Nghi không hé răng cãi nửa lời. Từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi nghe. Sau hôm đó về Nghi có nhắn tin cho tôi. Nghi nói chồng Nghi dạo này nhiều việc phải giải quyết. Mẹ chồng Nghi vì đang sót cháu lại sót con trai nên mới nói hơi nặng lời nghi dặn tôi không cần chú ý vì nghi sống bên nhà chồng rất tốt năm câu nghi nói thì có đến bốn câu là bênh vực chồng và nhà chồng lúc đó tôi nghĩ thôi thì mẹ chồng có khó khăn một chút cũng không sao chỉ cần chồng nghi ở bên cạnh thấu hiểu và chia sẻ là tốt rồi tôi chấp nhận buông tay yêu một người thật ra không nhất thiết phải có được người đó với tôi lúc đó chỉ cần nghi hạnh phúc là được rồi nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có những sai lầm ngày sau Thật, nếu hôm đó không vô tình thấy chồng nghi hẹn hò với một cô gái khác ở một nơi đông người, đó là nơi bất cứ ai cũng có thể thấy, anh ta không cần lén lút, không cần tìm chỗ kín đáo, anh ta coi thường nghi tới mức, kể cả khi hai chúng tôi xuất hiện ở đó, vẫn chỉ đứng im nhìn mà không có lấy một lời giải thích, thậm chí sau khi đấm cho anh ta xong hai cái, tôi kéo tay nghi đi, nhưng người đàn ông kia vẫn chỉ đứng im. Đáng sao? Người đàn ông như thế còn đáng để hy sinh sao? Thứ hạnh phúc giả tạo đó Còn đáng dành thêm thời gian để giữ sao Không đáng Thật sự không đáng nữa Sau đó Người con gái kia tới tìm tôi Và kể cho tôi nghe về mối tình của họ Cũng kể cho tôi những lần anh ta bỏ nghi để đến bên cô ta Đêm tân hôn khi ở bệnh viện Bất cứ khi nào cô ta gọi Thì người đàn ông kia sẵn sàng bỏ nghi để tìm đến Tôi vừa đau lòng vừa bất lực đến ướt nước mắt Chẳng lẽ nghi yêu anh ta nhiều đến thế sao cô gái đó tìm tôi thêm lần nữa lần này cô ta đưa cho tôi một số tiền rất lớn với điều kiện chỉ cần có được vài bức hình thân mật của hai chúng tôi trên giường lúc đó tôi đã rất mâu thuẫn tôi không muốn hại nghi nhưng cô ta nói đúng chỉ có cách đó nghi mới buộc phải rời khỏi nhà kia dù có tình nguyện hay không thì cũng phải rời đi chỉ cần rời khỏi đó có thể rất lâu sau nghi mới quên được người đàn ông kia nhưng dù có quên hay không thì chắc chắn cuộc sống của nghi cũng sẽ tốt hơn nhiều hơn nữa cô gái kia tâm cơ như vậy Nếu không phải là tôi Thì cô ta cũng sẽ tìm một người khác để hại nghi thôi Đến lúc đó không biết hậu quả sẽ như thế nào Đêm đó Giữa hai chúng tôi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì Dù có khao khát đến cháy lòng Thì cuối cùng lý trí của tôi cũng vẫn chiến thắng Tôi đã không làm gì nghi cả Khi nhìn nghi thất thiểu như người mất hồn rời khỏi nhà kia Tôi không biết liệu mình có làm đúng hay không Tôi hoàn toàn xuất phát từ việc muốn giúp nghi nhưng giây phút này giây phút người con gái trước mắt run rẩy quay lại nhìn vào ngôi nhà kia lần cuối tôi thấy hình như mình đã sai rồi nhưng biết sai thì làm được gì bây giờ tôi chẳng có chứng cứ gì cả ai sẽ tin tôi ai sẽ tin một nam một nữ trên giường với nhau cả đêm mà lại không có chuyện gì xảy ra sẽ không ai tin cả thế nên cách duy nhất bây giờ tôi có thể làm cho nghi là âm thầm ở bên nghi chỉ thế thôi sau khi về quê một thời gian thì nghi mới biết mình mang thai lúc này cảm giác tội lỗi trong tôi lại càng lớn không những tôi không giúp được nghi mà còn lấy mất của con nghi một gia đình tôi đã nghĩ chỉ cần nghi đồng ý tôi nguyện cả đời che chở cho nghi che chở cho con của nghi mà không cần quan tâm tới việc bao dung hay không bao dung như lời thằng sang nói nhưng trên đời này tình cảm là thứ khó đoán định nhất có những người dù làm cho ta đau cả đời cũng chẳng thể nào quên Nghi nói chúng tôi là những người phù hợp Nhưng phù hợp chưa chắc đã là yêu Tìm được một người phù hợp Chỉ mang lại một cuộc sống bình yên không sóng gió Giờ tôi mới biết Trên ngón tay Nghi dù không đeo nhẫn cưới Nhưng có một chiếc nhẫn nhỏ xíu Có mặt hình chiếc lá màu xanh Thì Nghi chưa bao giờ rời xa cả Hình như tình cảm mà Nghi dành cho người đó Chưa hề vơi đi Tôi có thể ở bên mẹ con Nghi Có thể bảo vệ che chở được cho mẹ con Nghi Nhưng mãi mãi tôi không phải là người có thể sưởi ấm được trái tim của nghi vì thế tôi quay vào tìm chồng nghi để nói hết sự thật cho anh ấy lần này tôi lại vô tình biết được toàn bộ sự thật hôm đó ở quán cà phê tôi nghe cô gái kia đang nói chuyện với ai đó cô ta nói hận vì thành không chịu cưới cô ta hận vì thành đã tìm mọi cách để tống bố cô ta vào tù nên giờ cô ta giở trò cấu kết với người kia để lấy cắp tài liệu mật gì đó nhằm phá hoại công ty thành cô ta còn nói nhất định phải làm cho thành phải trả giá rút kinh nghiệm lần trước lần này tôi lấy điện thoại ra kịp thời ghi âm cuộc nói chuyện đó và mang tới cho thành đồng thời giải thích chuyện trước đây cho anh ta hiểu thành lặng người một chút rồi nói ngay từ đầu đã biết đó là một cái bẫy nhưng hiện tại chưa tiện ra mặt nên nhờ tôi tiếp tục ở bên cạnh giúp đỡ cho mẹ con nghi đoạn ghi âm đó sau này tôi có nghe nói thành giao luôn cho bên công an để điều tra cũng có nghe nói trang bị xử lý vì tôi đánh cắp tài liệu mật và làm hồ sơ giả, nhưng tôi không rõ là mức xử phạt thế nào. Sau này tôi cũng biết, thật ra thành chưa bao giờ không tin nghi, tôi cũng biết đã rất nhiều đêm anh ta lái xe 10 tiếng đồng hồ chỉ để đứng bên ngoài nhìn vào vợ con một chút, âm thầm ở bên cạnh, âm thầm làm tất cả, đến khi tự tin mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho vợ con mình thì mới xuất hiện. Hóa ra đối với những người yêu thương nhau thật lòng, vốn không có ai yêu nhiều hơn ai cả chỉ là mỗi người sẽ có một cách yêu của mình mà thôi. Nhiều cách yêu của tôi hiện tại là chỉ cần người con gái đó được vui vẻ hạnh phúc. Chỉ là bây giờ thôi. Còn sau này thì tôi tin là mình cũng sẽ tìm được một người con gái thuộc về mình để yêu thương. Bố tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ dựa vào ý chí nghị lực và một phần hỗ trợ từ nhà ông bà ngoại. Bố đã tạo dựng được một tân thành khá lẫy lừng như ngày hôm nay. Trong số các bạn bè đối tác của bố thì gia đình tôi đặc biệt thân thiết với gia đình Trang. Không chỉ thường xuyên hợp tác với nhau, mà hai nhà chúng tôi còn thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Trang ít hơn tôi 2 tuổi, là cô gái xinh đẹp, sắc sảo và thông minh. Ban đầu đối với tôi mà nói, thì hai chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè, hoặc nếu có hơn, thì chỉ là vài lần tôi cảm thấy Trang cũng có chút dễ mến. Một cô gái xinh đẹp khiến người ta dễ siêu lòng, nhưng một cô gái thông minh mới thật sự thu hút người khác. Cả hai cái đó Trang đều có cả. Thế nên việc tôi có một chút cảm tình với Trang xem như là điều dễ hiểu. Có điều càng tiếp xúc với Trang lâu, tôi lại càng nhận ra đây là một người con gái tâm cơ, nên để tránh gây thêm việc hiểu nhầm, tôi đã chủ động tránh mặt Trang. Đáng tiếc lúc này thì phía bên nhà Trang bắt đầu hạ màn, dù không thẳng thắn, nhưng tôi hiểu ý tứ trong lời nói của bọn họ rằng hiện tại trong tay bố Trang đang nắm giữ chứng cứ trong những lần phi vụ làm ăn không trong sạch trước đây của bố tôi. Nếu nói là sai phạm thì đương nhiên là cả hai bên cùng sai vì cùng hợp tác. Thế nhưng một phần do bố tôi tin tưởng bạn nên chủ quan, một phần nữa do nhà Trang có cậu làm quan chức cấp cao, nên chẳng hiểu sao cuối cùng những chứng cứ đó đa số đều bất lợi cho bố tôi. Vì muốn mọi chuyện được êm đẹp, vì không muốn chuyện của bố bị phanh phui ra, nên bố mẹ muốn tôi thuận theo ý Trang. Tôi dù không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trang nữa, nhưng thú thật, lúc đó nếu bên nhà Trang tung chứng cứ ra, thì rất có khả năng bố tôi phải vào tù thế nên tôi chỉ còn cách không chấp nhận trang nhưng cũng không thẳng thừng từ chối trang luôn muốn tôi dẫn đi nhiều nơi gặp mặt bạn bè đi ăn uống du lịch lúc đó nghĩ mình dù sao cũng chưa có người yêu xem như chiều ý trang một chút để bố được yên ổn rồi tìm cách sau vì thế tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp còn không quên chúc sớm nhìn thấy chúng tôi về chung một nhà yêu cầu của trang ngày càng quá đáng trang bắt tôi phải kết hôn vì không còn kế hoãn binh nào khác nên tôi buộc lòng mình nói tạm thời phải ra nước ngoài theo học một thời gian sau khi về nước mới tính tiếp không ngờ tôi mới sang nước ngoài mấy tháng thì trang cũng sang tìm tôi ở bên nước ngoài vì thấy tôi lạnh nhạt nên trang nhiều lần kiếm chuyện cuối cùng vì mệt mỏi quá tôi bày tỏ thẳng thắn với trang rằng mình không thể kết hôn tôi đã xin lỗi trang vì ngay từ đầu đã không rõ ràng không cương quyết mới dẫn tới mọi chuyện đi xa như ngày hôm nay nghe tôi nói thế trang lạnh lùng nói em không quan tâm anh có yêu em hay không em chỉ cần quan tâm đến khi nào thì anh quay lại xin em tha thứ thôi sau đó trang rời đi tôi hiểu đó là một lời đe dọa sau đó tôi một mình trở về nước trước sau khi tôi về nước thì động thái bên nhà trang ngày một rõ ràng họ cũng càng ngày càng nhắc nhiều tới người cậu làm quan chức cấp cao kia hơn thời gian đó quả thật rất nặng nề đối với tôi nếu cơ nghiệp của bố bị sụp đổ chỉ tôi tin mình sẽ dựng lại được, nhưng nếu bố phải vào tù thì mẹ tôi sẽ không chịu nổi. Trang không liên lạc được với tôi nhưng lại thường xuyên nhờ người bắn tin ngụ ý rằng nếu chúng tôi quay lại như xưa, chỉ cần tôi với Trang kết hôn thì những chứng cứ kia lập tức bị tiêu hủy. Tôi đã đắn đo rất lâu, người ta nói bên hiếu bên tình, còn tôi lúc đó quả là đang rơi vào những tình cảnh bên hiếu bên trốn tình. Một buổi tối, trên đường về tôi tấp xe vào lề đường để hút thuốc tôi muốn cân nhắc thêm một chút nữa trước khi đưa ra câu trả lời thì bỗng tử đâu có một cô nhóc lùi vào người tôi người nhỏ thó đứng còn chưa tới cầm tôi thế mà lao sầm một cái làm tôi suýt chút nữa thì đứng không vững em hốt hoảng kêu cứu, cứu phía sau em là mấy thằng bắt con mới lớn một lát sau hình như thấy đứng sát tôi quá hay sao lại lùi nhanh ra sau lưng tôi đưa hai tay bám chặt lấy sườn áo tôi tôi vốn cao to cũng từng học võ nên việc đối phó với mấy tên oát này chẳng là vấn đề gì. Chỉ là đánh chúng xong chưa kịp đi thì em lại níu tôi thêm một lần nữa. Hôm đó hình ảnh cô gái nhỏ con quắp chiếc dép một bên, mắt tiếc rẻ đi tìm chiếc còn lại, thật sự khiến tôi thấy khá thú vị. Thú vị hơn là khi tìm được dép xong em leo lên xe, lúc lao xuống dốc vì không phải đạp nên em đã thả luôn cả hai chân mình ra khỏi bàn đạp, mặc cho xe tự lao xuống. Mặt không giấu được biểu cảm sung sướng và hài lòng, dường như sự nguy hiểm mới qua đối với em chẳng có gì quan trọng cả xong rồi thì thôi vô tư vô nghĩ thế rồi thôi tôi cũng quen bén mắt mãi cho tôi mấy ngày sau tôi lại gặp em một lần nữa nhưng lần này em không có vẻ vô tư như lần trước nữa tôi thấy em thoáng giật mình khi nhìn thấy tôi nên tôi cũng giả vờ xem như không nhận ra em khi nghe cô lâm kể về hoàn cảnh của em thật sự tôi đã rất ngưỡng mộ em em hay nói em ngưỡng mộ tôi thế nhưng không phải em mới chính là người làm tôi thấy ngưỡng mộ cũng là người đã làm cho tôi thấy có thêm nhiều động lực hơn lúc đó tôi nghĩ những khó khăn mà em đã phải trải qua còn kinh khủng hơn cả tôi thế mà em lúc nào cũng tràn đầy lạc quan tại sao tôi lại không thể trước giờ bạn bè tôi đa số là con nhà giàu sau này trang cũng hay bắt tôi đi cùng với hội bạn thân con nhà giàu của trang thế nên lúc đó thật lòng mà nói em đã để lại trong mắt tôi một ấn tượng rất đặc biệt một ấn tượng trong trẻo khác hẳn những cô gái trước đây mà tôi gặp lâu dần những câu chuyện của em làm tôi thấy quan tâm hơn cũng tò mò hơn đồng thời muốn giúp đỡ em một chút trong khả năng của mình thật ra công ty tôi không có nhu cầu tuyển nhân viên làm thêm nhưng ngoài việc nói cần tuyển nhân viên làm thêm ra thì tôi cũng chưa nghĩ ra lý do nào khác nữa cả nhìn em mỗi ngày đạp xe tới công ty rồi chưa lại đạp về đi học nhìn ánh mắt sung sướng của em khi được cầm đồng lương ít ỏi trên tay sự ngưỡng mộ tôi dành cho em ngày một lớn Cả sự quan tâm hình như cũng ngày một lớn hơn Hình như tôi càng ngày càng phá vỡ nguyên tắc của công ty Không những nhận em làm thêm giờ Tôi còn ký hợp đồng tuyển luôn em vào làm chính thức Mấy lần thấy em thích ăn bánh sen bê Sau này đi công tác Tôi cũng hay viện cớ mua quà không kịp Nên đổi thành bánh cho nhân viên Phòng bao lì xì của em cũng nhiều hơn người khác một chút Cứ thế suy nghĩ về em ngày một chiếm nhiều hơn Trong chút quý thời gian của tôi đêm xảy ra chuyện đó tôi thừa nhận mình say nhưng đâu đó trong cơn say thì lý do còn bởi vì cái ấn tượng trong veo mà em để lại trong tôi sau khi tỉnh dậy tôi vô cùng dằn vặt và tự trách bản thân mình dù có nói xin lỗi hàng trăm lần cũng không thể bằng được một phần tội lỗi mà tôi đã gây ra thế nhưng lúc đó tôi đã hèn nhát hèn nhát thực sự vì đừng nói tới hàng trăm kể cả một lời tôi cũng không có đủ can đảm để nói sau đêm đó em thường xuyên tránh mặt tôi em ít đến công ty hơn, cũng ít ở nhà hơn, nhưng em không biết đâu, thật ra đã rất nhiều lần tôi đứng trước cổng trường em học, rồi chậm chậm lái xe theo em về nhà. Vẫn con đường đó, vẫn chiếc xe đó, nhưng tôi thấy em không cười tươi mỗi lần thả dốc như trước nữa. Chính tôi đã làm cho từng bước chân của em nặng nề thêm. Có một lần tới công ty, tôi thấy em đang đi trên hành lang thì vội bụng miệng chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Lúc đó tôi đột nhiên trỗi dậy một linh tính gì đó, Tôi tới tìm cô Lâm, kể hết mọi chuyện và nhờ cô chú ý em. Tới giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại hèn nhát đến như vậy. Chính vì tôi không dám đối mặt với em lúc em cần tôi nhất, thế nên sau này em luôn nghĩ tôi lấy em là vì trách nhiệm, vì ái náy với em. Thật ra không phải, lúc đó tôi cũng chưa kịp nhận ra liệu mình có yêu em hay không, nhưng rõ ràng tôi lấy em không hẳn chỉ vì trách nhiệm hôm phong và phương dìu em ra xe để đi tới bệnh viện tôi đã đứng từ cửa sổ và nhìn thấy tất cả lúc đó thật sự rất muốn chạy xuống bế em lên xe cho em bớt mệt rất muốn ngồi bên cạnh cho em dựa vào hình như đôi vai gầy của em đã phải gánh một gánh nặng quá lớn cứ mãi nặng nề suy nghĩ như vậy đến khi sực tỉnh định chạy xuống thì em đã lên xe và đi về mất rồi tôi lật đật lấy máy ra gọi cho quân dặn dò nó sắp xếp khám cho em và không được để cho người đi cùng biết chuyện em mang thai sau đó cũng vội vàng lấy xe lao nhanh tới bệnh viện. Mẹ tôi không thích em, căn bản vì lúc đó mẹ nghĩ tôi với Trang vẫn rất tốt đẹp và cũng chỉ có Trang mới đảm bảo cho bố mẹ yên tâm, quên đi chuyện cũ, hơn nữa em quá khác so với chuẩn mực mà mẹ đặt ra cho một người con dâu. Mẹ muốn kể cả không phải là Trang thì người con gái đó cũng phải có gia cảnh và địa vị tương xứng với nhà tôi. Mẹ nói bố mẹ lấy nhau không tương xứng nên hai bên thông gia cả đời cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Thế nên chuẩn mực đối với chồng và vợ tương lai của hai anh em tôi đã được mẹ đặt ra từ nhỏ. Còn một chuyện nữa khiến mẹ không hài lòng về em, đó là vì trang đã bằng cách nào đó khiến cho mẹ hiểu nhầm đứa bé trong bụng em không phải là của tôi. Tôi thừa nhận ban đầu quyết định đám cưới với em là vì ái náy, vì cảm giác tội lỗi và cả vì tôi thương em, nhưng càng ở bên em thì tình thương đó càng lớn dần. Em hiểu chuyện quá, cũng bao dung quá nên tôi luôn cảm thấy mình như một kẻ tội đồ trang về nước trước ngày tôi cưới hai ngày đêm tân hôn khi chuẩn bị đi ngủ thì trang gọi tới bắt tôi phải có mặt ở điểm hẹn trang nói nếu tôi không tới thì trang sẽ tìm tới nhà tôi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy tôi biết trang không những là con người tâm cơ mà còn là người liều lĩnh chuyện gì trang cũng dám làm lúc đó ngoài nỗi lo sợ cho bố ra tôi còn có thêm một nỗi lo nữa đó chính là em em còn nhỏ quá em trong sáng quá nên tôi không muốn em tổn thương thêm vì trang thế nên tôi đã chần chừ một chút rồi bước ra khỏi nhà lúc đó thật lòng muốn giải thích cho em một chút nhưng biết phải nói sao bây giờ tôi có thể mở miệng nói em tôi đi ra ngoài gặp người yêu cũ không cuối cùng chỉ dặn em ngủ trước rồi vội vã khoác áo đi ra ngoài hy vọng chỉ tới gặp trang một chút rồi quay về với em tôi không muốn em phải lạc lõng trong căn phòng xa lạ của tôi đã định như thế nhưng trang lại khóc lóc đe dọa nên mãi tới khuya tôi mới có thể về được lúc đó em chưa ngủ tôi biết đôi vai gầy của em khẽ run run em nằm quay lưng lại với tôi giả vờ nhắm mắt tôi thương cảm cho em thương thật sự tự nhiên thấy mình khốn nạn đến mức muốn đưa tay chạm vào đôi vai ấy một lần cũng thấy mình không đủ tư cách mẹ tôi trước giờ vốn không phải là người không hiểu chuyện nhưng lúc đó một là mẹ chưa hiểu về con người của em hai là mẹ chịu tác động quá nhiều từ trang nên gây khó dễ với em đủ điều. Thời gian đó công ty liên tục bị hủy hợp đồng, tôi cũng không biết liệu có bàn tay của ai đã nhúng vào hay không, nhưng quả thật tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên phải đi sớm về muộn không thể bên em được, cũng không biết được em đã cô độc đến thế trong chính căn nhà của mình. Em vẫn vậy, vẫn luôn hiểu chuyện và nhẫn nhịn đến thế, em bao dung với tôi quá. Em biết tất cả, em biết việc tôi thỉnh thoảng phải đi gặp người yêu cũ lúc đó em nghĩ thế nhưng em chẳng hé răng nửa lời thiệt thòi nào cũng chỉ mình chịu đựng ấm ức nào cũng nuốt vào lòng đến cuối cùng em lại nghĩ chính em là người đã làm cho tôi phải vất vả như thế chính em trở thành gánh nặng của tôi em đã bao dung cho tôi quá em đã dành cho tôi một tình cảm chân thành thế nên dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ muốn tôi tốt đẹp hơn mà không cần quan tâm tới cảm giác của mình hôm em bị xảy thai tôi thật sự thương em đến cháy lòng thế nhưng ngoài việc thường đến với em nhiều hơn tôi không biết phải bù đắp như thế nào với em nữa còn bù đắp được nữa sao tội lỗi tôi gây ra cho em là quá lớn tôi đã cướp đi của em một em ngày xưa vui vẻ tràn đầy lạc quan tôi trả lại cho em cuộc sống hệt như một con chim nhỏ bị bắt nhốt vào lồng những nguyên tắc của mẹ tôi em không quen những âm mưu của trang em lại càng không quen thế nên từng ngày từng ngày một em càng mặc định tôi lấy em chỉ đơn giản vì cảm giác tội lỗi hôm lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ khi tôi tới nhà hàng thì không thấy em đâu bên cạnh mẹ tôi lại là người con gái ấy người con gái đáng ra không cần thiết phải có mặt ngày hôm nay khi tôi hỏi về em mẹ chỉ nói đã gọi cho em rồi nhưng chưa thấy em tới tôi đã quay về tìm em nhưng gọi cho em mấy cuộc vẫn không thấy em bắt máy mãi tới một lúc lâu sau mới thấy em vui vẻ đi về cùng bạn em chẳng cần trang sức em cũng chẳng cần quần áo mỹ phẩm đắt đỏ những thứ mẹ mang cho em hôm cưới em cắt hết vào tủ thẻ tôi đưa cho em em cũng cắt vào tủ em tự đi làm và tiêu bằng chính những đồng tiền mà em kiếm được tôi dần dần nhận ra hình như mình đã yêu em mỗi tối đi ngủ đều muốn ôm em thật chặt những lúc mệt mỏi chỉ muốn được về nhà ôm em vào lòng cuối cùng tôi không muốn xa em nữa kể cả khi đã mất con kể cả khi hai chúng tôi chưa có gì ràng buộc tôi cũng không muốn em rời đi nữa Tôi đã nghĩ mình vì bố mà chấp nhận lừa dối cảm xúc của mình gần 10 năm qua. Lần này tôi muốn được sống cuộc sống của tôi, cuộc sống bình thường bên cạnh người con gái bình thường mà tôi yêu. Tôi hẹn Trang ra một nhà hàng, tôi định nói với Trang, tôi có thể mất tất cả, tôi sẽ gây dựng lại. Khi tôi đến thì Trang đã ngồi đợi sẵn, trên bàn có hai ly rượu và một bình hoa hồng anh rực rỡ, khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì buổi hẹn hò của những người yêu nhau. Bất cứ ai thấy tôi trong hoàn cảnh đó Thì mọi lời giải thích đều trở thành vô nghĩa Huống khổ em đã sẵn có những hiểu nhầm Về mối quan hệ của chúng tôi Lúc bạn em đấm vào mặt tôi Cậu ta chỉ đấm hai cái thôi Nhưng tôi nghĩ Kể cậu ta có đấm cho tôi mấy chục cái Tôi cũng sẽ đứng im vì cậu ta đúng Tôi đã lấy em mà không che chở được cho em Câu hỏi của cậu ta cũng đúng Đã không bảo vệ được Sao còn không buông tay Cuối cùng tôi nhận ra thế giới của tôi thực sự là một gánh nặng của em ở bên cạnh tôi em đơn độc hơn tôi tưởng cậu ta nói đúng có lẽ tôi nên buông tay em lúc người bạn đó của em kéo tay tôi đi tôi đã rất muốn chạy theo giữ em lại thế nhưng nếu tôi làm thế có lẽ sẽ chỉ mang lại cho em thêm đau khổ mà thôi vì kể cả tôi từ chối trang thì tôi cũng sẽ xác định mình sẽ mất tất cả lúc đó không những không mang lại được hạnh phúc cho em mà chỉ làm liên lụy em thêm Tối đó tôi đã ngồi uống rượu một mình rất khuya. Lúc tôi về thì mẹ vẫn chưa ngủ. Mẹ nói lúc chiều bố của Trang tới tìm bố tôi. Mẹ dục tôi mau chóng chia tay em để đồng ý quay lại với Trang. Lúc đó tôi đã mâu thuẫn rất nhiều. Rõ ràng đã xác định buông tay để em được trở về cuộc sống tốt đẹp trước đây. Nhưng nghĩ tới một ngày nào đó em rời khỏi đây. Nghĩ tới cảnh mỗi tối lên giường không còn em bên cạnh. Chiếc giường sẽ lại cô đơn và trống trải tôi không chịu được. Tôi muốn giữ em nhiều lại hơn một chút cuối cùng vì không muốn mẹ nói chuyện này quá lâu mà tôi đã tìm lại một lý do để trả lời mẹ tôi nói hiện tại tôi chưa thể để tin tức ly hôn truyền ra ngoài vào thời điểm này điều đó sẽ mang lại bất lợi cho tôi thật ra sẽ chẳng có gì bất lợi cả đó chỉ là câu trả lời cho qua chuyện mà thôi nhưng tôi đã không ngờ rằng em đã nghe thấy được em đã nghĩ ý tôi muốn nói tới việc tôi đang muốn cùng em diễn một vở kịch hạnh phúc trước mặt rất nhiều người sống cùng với em lâu dần không những chỉ tôi bị sự lương thiện chân thành của em đánh gục mà cả mẹ tôi cũng dần hiểu về em hơn có lần bà nói nhìn con bé đơn giản thế nhưng cũng hay thật thiện cảm của mẹ dành cho em ngày một lớn sự cảm thông của mẹ dành cho những thiệt thòi của em cũng ngày một lớn hơn bà thường xuyên nhắc tôi phải bù đắp cho em nhưng thú thật chưa bao giờ tôi xem những gì mình làm cho em là sự bù đắp cả tôi làm vì thứ tình cảm ngày một lớn dần lên trong tôi hôm đó gọi điện thoại về nhà Tôi nghe mẹ nói em chưa về Mẹ nói hôm qua thấy em rủ bạn đi ăn khoai nướng Tôi biết em sẽ đi về nhà bên ấy Về căn nhà em được thoải mái cười Thoải mái làm bánh Kể cả bột có dính lem nước trên mặt Nơi em sẽ đáng yêu như những ngày đầu tiên tôi gặp Nghĩ thế tự nhiên tôi muốn được nhìn thấy em như ngày xưa ấy Tôi để xe lại công ty Đón taxi tới nhà cô Lâm Để lúc về được về cùng với em Mấy ngày em về quê Đã làm cho tôi biết em quan trọng với tôi thế nào không còn ai ngồi gật gà gật củ đợi tôi cạnh bàn làm việc nữa cũng chẳng còn ai thậm thụt giấu cho tôi củ khoai nướng ăn lót dạ nửa đêm tôi nhớ em và rồi tôi đã làm một việc trước giờ tôi chưa từng làm tôi đi mua hoa cẩm tú cầu về trồng trong sân vườn tôi muốn lúc em trở lại mình có thể dắt em ra đây vỗ ngực tự hào khoe thành quả đầu tiên của mình muốn đến khi những bông cẩm tú cầu đầu tiên nở rộ sẽ tự tay hái tặng cho em cũng muốn sau này mỗi sáng sớm sẽ cùng em ngồi uống trà ngắm loài hoa mà em thích. Tôi không biết chồng, từ nhỏ tới giờ tới cái cuốc cái sẻng tôi còn chưa từng cầm thì nói gì tới việc trồng hoa. Khi tôi đang loay hoay vừa xới đất vừa xem hướng dẫn trong điện thoại thì Trang tới. Trang nói nay trong bữa ăn mới nghe cậu Duy nói về chuyện của bố Trang, về quyết định thanh tra công ty tôi. Tất cả những lời giải thích vừa định thốt ra với em thì đã bị tin tức đó chặn đứng lại. Không phải vì tôi sợ, thật ra bao lâu nay tôi cũng đã nhờ người âm thầm điều tra tôi biết ngoài những chứng cứ đó ra thì bố trang còn giữ nhiều chứng cứ khác nữa chỉ cần lấy được những chứng cứ này thì khả năng tôi lật ngược thế cờ là điều hoàn toàn có thể muốn lấy được những thứ chứng cứ đó thì cách duy nhất bây giờ là phải giả vờ trước mặt trang phải làm cho trang tin rằng tôi không có tình cảm gì với em và một ngày nào đó chúng tôi sẽ chia tay chỉ cần lấy được những chứng cứ đó thì phần thắng có thể thuộc về mình đó là lý do tôi trồng hoa cho em Trồng trong một tâm thế hoàn toàn lạc quan Tôi chỉ cần em chấp nhận thiệt thòi Ở bên tôi một thời gian ngắn nữa thôi Ngắn thôi Sau đó chúng tôi sẽ có một cuộc đời vui vẻ Thật dài phía trước Chỉ là khi tôi chưa kịp làm gì Thì em một lần nữa bị trang hãm hại Thật ra ngay giây phút tôi thấy em tỉnh dậy trên giường với người bạn của em Tôi đã nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó mở ám ở đây Tôi thừa nhận mình rất đau lòng sẽ không ai có thể nói mình không đau lòng Khi tận mắt nhìn thấy người con gái mình yêu thương Đang ở trên giường với một thằng đàn ông khác Thế nhưng dù đau lòng Thì tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra Đây là một cái bẫy Có ai đó đã sắp đặt chuyện này Và nhắn tin nặc danh cho tôi Nhất là sau khi về nhà Nhìn những bức ảnh nằm vương vãi trên sàn nhà tôi Tôi lại càng chắc chắn em không hề có lỗi Tôi muốn giữ em lại Thế nhưng lúc đó em lại nói em mệt rồi Em cố đủ rồi Và em muốn rời đi Tôi đã im lặng đứng nhìn em bước ra khỏi nhà. Em, thứ duy nhất em mang theo là chiếc nhẫn nhỏ xíu có mặt hình chiếc lá màu xanh mà tôi đã tặng em sau khi em xảy thai không lâu. Em mãi như chiếc lá chẳng cần rực rỡ nhưng cứ xanh tươi cả đời. Có lẽ em nói đúng, yêu một người đến cuối cùng cũng chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với người ấy. Tôi đã để em đi không phải vì không yêu em. Tôi để em đi vì muốn em được mãi mãi là chiếc lá tươi xanh giữa đời. Sau khi em đi, Tôi thường xuyên gặp gỡ với Trang, bữa tiệc có nến có hoa là thật, lời hẹn cưới là thật và cả nhẫn cưới cũng là thật, chỉ duy nhất có trái tim là không thật, trái tim tôi ở một nơi khác, nơi thỉnh thoảng điên cuồng chạy xe mười tiếng đồng hồ về, chỉ đứng nhìn ánh đèn ngủ hắt ra một chút rồi lặng lẽ quay vào. Em ở một nơi nhỏ xíu và làm đủ nghề để nuôi con tôi, nhưng bản thân tôi là một thằng đàn ông lại chỉ biết bất lực đứng nhìn, tôi không thể đón em quay lại vì tôi sợ em lại bị làm hại như trước đây không còn cách nào khác đành nhờ bạn thân tôi là hoàng cố gắng giúp đỡ nhiều nhất những gì có thể cho em nói tới hoàng tôi phải thừa nhận gia đình tôi đã nợ nó một ân tình không cách gì trả được nó vốn định mở cửa hàng điện máy ở một huyện khác cuối cùng vì muốn giúp đỡ cho em và tôi mà đi tìm mặt bằng mở gần chỗ em những ngày tháng sau này cũng thay mặt tôi ra sức chăm sóc cho mẹ con em vì nghĩ tôi đã đồng ý làm đám cưới nên trang hoàn toàn không còn cảnh giác với tôi cuối cùng sau hôm cùng nhau đi xem nhẫn cưới về trùng hợp bố mẹ trang lại không có nhà tôi đã tự mình vào bếp nấu cho trang mấy món ăn đơn giản sau đó chúng tôi nâng ly tôi đã cố ý chuốc trang say bóng gió về việc mình đang cần một vài tài liệu từ mấy năm trước để nghiên cứu lại một chút trang không hề nghi ngờ vội vào phòng làm việc lấy ra cho tôi sau khi lấy được số tài liệu đó tôi đã nhờ thêm một vài người quen biết hỗ trợ. Cuối cùng khi công an vào cuộc điều tra thì kết luận bố Trang mới là chủ mưu trong những lần không trong sạch đó và bị bắt vào tù. Bố tôi không phải vào tù nhưng ảnh hưởng của nó mang lại không hề nhỏ. Tình hình công ty ngày càng xấu, tôi bị đối tác hủy gần hết hợp đồng. Cuối cùng để cứu lấy tâm huyết cả đời của bố, tôi đã bán luôn căn nhà đang ở. Bố mẹ tôi vui vẻ chấp nhận sự thật. Bố tôi nói bố làm sai thì xứng đáng bị trừng phạt. Chỉ mong tôi một lòng cố gắng để gây dựng lại một cách đường hoàng nhất. Với tôi điều đó cũng không có gì đáng ngại. Tôi lại thấy chẳng thả mất đi tất cả mà được sống thật với cảm xúc của mình vẫn tốt hơn là ngồi trên đỉnh cao mà tới người con gái mình yêu cũng không thể nào bảo vệ được. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Chỉ cần tôi có thể vực dậy được công ty và lấy lại được căn nhà đang ở, tôi sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Sau khi biết hết mọi chuyện, mẹ cũng nói không hiểu sao em có thể kiên cường đến thế mẹ nói sau này nhất định sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi đã qua của em khi bố bị đột quỵ phải đưa sang nước ngoài điều trị mẹ đã muốn tôi đón mẹ con em về mẹ nói có gạo vào chơi cùng chắc chắn bố tôi sẽ mau chóng bình phục hơn mẹ hỏi tôi vì sao đã ổn hơn rồi vẫn chưa chịu đón em về thật ra tôi không muốn em phải chịu khổ với tôi tôi muốn tự mình nỗ lực chỉ khi nào lấy lại được căn nhà chỉ khi nào vườn cầm tú cầu được trả về với chủ nhân của nó thì tôi mới đón em Hôm biết tin Hân làm đám cưới Tôi nghĩ chắc chắn em sẽ vào Tôi lại như thằng điên ngày ấy Mỗi buổi tối lại chạy xe chậm chậm theo em Theo lúc em đi cùng với bạn Theo cả lúc em chỉ lang thang một mình Cuối cùng theo em vào luôn chỗ công ty của thằng bạn Để lấy số đo May thêm một cái áo đồng phục của công ty nó Buồn cười Tôi cũng không biết tôi đi may đồng phục công ty nó làm gì nữa Lần đầu tiên sau gần 2 năm Lại được gần em đến như thế Giây phút đó tôi thật sự muốn ôm em vào lòng bây giờ tôi mới biết mình đã nhớ em đến thế nào cũng đã kiên cường đến thế nào khi nhớ em và con đến quay quắt nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào kể cả hôm sinh nhật gạo dù rất nhiều lần nhấc chân đi tới cổng rồi lặng lẽ quay ra em hãy đợi tôi thêm một chút nữa thôi mấy ngày em vào lại đồng nai hầu như đêm nào tôi cũng đứng trước cổng nhà cô lâm chẳng làm gì cả chỉ đứng đó một hồi lâu mới trở về ngủ được hôm chờ em từ nhà tôi về Tôi cũng đứng ở đó rất lâu Lâu hơn những ngày trước Mẹ tôi lại như mọi lần Thấy tôi về muộn quá thì gọi điện kêu thằng quân đi kiếm Lúc đang đứng hút thuốc bên ngoài xe Thì nó chạy tới vỗ vai tôi nói Lần sau mày làm ơn trốn chỗ nào khó kiếm hơn một chút nha Nó gắt thế thôi Rồi cũng lặng lẽ đứng bên cạnh tôi châm thuốc hút Vì nó có nói gì với tôi cũng bằng thừa Một lát sau Tôi thấy em từ trong nhà đi ra Tay sách theo hành lý về mặt hốt hoảng Tôi đứng cách đó không xa nên không nghe được họ nói gì nhưng lại thấy dáng vẻ lo lắng của em tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra với em rồi tôi không thể chờ em về một phần vì chưa muốn cho em biết một phần vì sáng mai có cuộc họp cực kỳ quan trọng không thể bỏ lỡ được vì thế tôi đã kêu quân trở trước khi quân đi tôi còn lật đật treo lọ tinh dầu quế vào xe của nó lọ tinh dầu này tôi treo từ những ngày đầu mới cưới ngày đó có một lần tôi nghe nói người mùi quế có thể hạn chế say xe như một thói quen cũ Mãi tới sau này em đi rồi Thì tôi vẫn cứ hết lọ này mua lọ khác về treo Khi quân gọi vào báo con tôi phải nhập viện Cũng may lần này tôi đã có mặt đúng lúc mẹ con em cần tôi Khi ở bên cạnh mẹ con em trong đêm mưa bão Tôi mới biết những khó khăn mà em đã trải qua kinh khủng hơn những gì tôi biết Kinh khủng hơn những gì Hoàng kể cho tôi nghe Thật may, qua cơn mưa trời lại sáng Qua cơn bão rông cũng tới ngày nắng lên Tôi đã mua lại được căn nhà mẹ tôi gọi điện dục gia đình tôi mau vào. Mẹ nói hoa cẩm tú cầu năm nay nở đẹp lắm, đẹp hơn mọi năm. Ngày mai, tôi, em và con sẽ cùng nhau về nơi ấy, nơi có bố mẹ và vườn cẩm tú cầu đang đợi em. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện Một đời không quên của tác giả Nguyễn Thủy Nhung trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên comment lại cảm xúc cũng như câu nói hoặc trích đoạn mà các bạn cảm thấy hay nhất trong câu chuyện vừa rồi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.